dầu, cạo gió và xoa bóp Lion Gel được bào chế tại Mỹ có tác dụng tốt trong điều trị đau cơ, khớp, đau đầu, nhức vai, đau lưng và chấn thương do vận động. Xin gọi 1-877 Đào Nhất. Nguyễn Quy Long xin kính chào quý vị. Hôm nay Nguyễn Quy Long sẽ giới thiệu đến quý vị một loại kem dùng để cạo gió, xoa bóp hay thoa để giảm đau đầu, đau bụng hoặc bị ngứa ngoài da. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một sản phẩm được bào chế tại Mỹ có một mùi thơm thật là thơm và không làm phiền người chung quanh. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ người sáng tạo và bào chế loại kem đặc biệt này, đó là bác sĩ Đạt Lư. Mến chào anh Long và kính chào quý vị. Rất cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với chương trình Lion Chair của chúng ta ngày hôm nay. Và Long được biết rằng là hiện nay quý khán giả đang xem đài và đang rất là thắc mắc về cái loại kem của chúng ta sắp sửa trình làng. Bác sĩ có thể nói sơ về cái chữa trị cũng như là cái cách dùng của loại kem này. Thì như anh Long cũng biết, tôi là bác sĩ chuyên ngành của chiropractic. Với trên 10 năm hàng nghề, tôi đã gặp gỡ và chữa trị cho nhiều quý ông bà đồng hương của chúng ta. Lion Gel là một loại kem rất đặc biệt, có mùi thơm khi thoa lên da rất dễ chịu. Độ nóng thấm từ từ và giữ ở đó thật lâu để cho cơ bắp và gân được thư giãn. Thế thì bác sĩ có thể cho Long biết về những cái chất tố trong kem? Vâng. Và chất tố tiêu biểu như aloe vera extract, grapefruit seed extract, green tea extract, orange peel extract, cùng với nhiều chất tố khác. Rất cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Đạt Lư. Nhân đây, Nguyễn Quý Long xin mời quý vị hãy đặt mua ngay loại kem này vì nó rất tiện dụng, không những dành riêng cho mỗi gia đình của quý đồng hương ở hải ngoại, mà theo Nguyễn Quý Long thì quý vị có thể mua để gửi về Việt Nam cho những người thân. Chưa hết, mỗi khi đi du lịch, quý vị có thể bỏ vào túi hoặc túi sách, phòng khi cần dùng sẽ có ngay. Rằng rất là cảm ơn bác sĩ Đạt đã trình bày cho chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Long. Dầu cạo gió và xoa bóp Lion Gel được bào chế tại Mỹ có tác dụng tốt trong điều trị đau cơ, khớp, đau đầu, nhức vai, đau lưng và chấn thương do vận động. Xin gọi 1-877 Đào Nhất.